bánh quy Giáng sinh mà biến thành bánh quy Halloween. Cùng học cách trang trí bánh quy với cô gái lười biếng muốn ăn ngon nào. Mình sẽ chia sô-cô-la và các túi bắt kem khác nhau. Sau đó thì sẽ nhúng phần sô-cô-la này vào trong nước ấm. Mục đích là giúp cho sô-cô-la của chúng mình chảy ra. Vừa nhúng vào thôi và các bạn thấy là sô-cô-la đã chảy ra rồi kìa. Và rồi có mấy ông mấy bà bảo tôi bị dở hơi. Tại sao lại tách ra hai túi sô-cô-la trắng thế kia? Ra là mình muốn tạo được màu đỏ nên là mình đã để sô-cô-la trắng một túi riêng. Sau đó sẽ dùng khoảng 3 giọt màu thực phẩm, bóp đều tay thế là có sô-cô-la màu đỏ rồi. Có thể tạo màu nâu bằng cách trộn sô-cô-la trắng và đen, màu hồng nhạt bằng cách là cho ít màu thực phẩm đi. Hôm nay vì vội nên là mình không kịp làm bánh quy, mình đã sử dụng sẵn bánh quy ở bên ngoài, sẽ gạt bỏ cái phần lớp kem bên trong này đi. Dĩ nhiên là gạt vào miệng mình rồi. Từ bát kem nếu có cắt ấy thì cắt nhỏ nhỏ thôi. Đầu tiên là sẽ vẽ viền trang trí cho cái bánh quy của chúng mình. Viền đặc biệt của Giáng sinh chính là cái viền gợn sóng như thế này. Cắt một phần nhỏ ở cái miệng túi nha. Tạo hình hai cái má hồng bằng cách giữ nguyên túi bắt kem và bóp ra. Cái má hồng hơi tè le một chút nhưng mà không sao. Làm tương tự với phần bánh quy còn lại nha. Với mắt thì mình sử dụng sô-cô-la màu đen. Và cái miệng mình cũng sử dụng luôn phần sô-cô-la màu đen này để vẽ một cái miệng thật yêu. Và video này hội tụ một đống sự cố luôn các bạn ạ. Ví dụ như là đấy, thôi xong. Tức cái lồng ngực mình. Hay là khi bạn vẽ được một cái miệng thật yêu và bạn nghĩ rằng đây là một cái bánh tuyệt vời. Ác mộng tới muộn nên là người ta tưởng nó không tới thôi. Make up xinh đẹp rồi em đập mặt xuống đấy làm gì vậy em bánh quy ơi? Trông có giống như là vừa make up xong là bị ngã rơi cả make up sao? Và từ bánh quy của Christmas nó đã chuyển sang bánh quy Halloween. Ơi, ta nói nó ám ảnh thật sự luôn á. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cách trang trí bánh quy Giáng sinh rất là đơn giản và hiệu ứng thì lại rất tốt. Nếu mà nhà bạn có trẻ con ấy hoặc là chuẩn bị làm một bữa tiệc Giáng sinh thì có thể nghĩ đến việc trang trí bánh quy như thế này nha. Bánh quy thì vừa giòn vừa thơm lại thêm sô-cô-la béo béo ngậy ngậy ngọt ngọt. Uầy, nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn các bạn ạ. Xem đến đây rồi thì nhớ like, subscribe và comment bên dưới nha. Thứ hai cũng rất chi là hay ho, các bạn có thể sử dụng nha. Mình nghĩ là sử dụng bánh quy màu vàng thì sẽ đẹp nhất đấy. Mình vẽ một hình tam giác bằng cái sô-cô-la màu đỏ. Mình sẽ sử dụng một cái que để gạt bằng cái phần sô-cô-la này. Các bạn có thể sử dụng tăm nha. Các bạn có đoán được là mình đang tạo hình cái gì không? Thật sự là cảm thấy màu đỏ này quá chi là đáng yêu luôn ấy. Vẫn là tạo hình hai cái mắt bằng màu đen, nhưng mà tại vì bánh quy của mình cũng là nền đen là trông không có rõ lắm. Mình khuyên các bạn nên sử dụng bánh quy nền màu trắng hoặc là nền màu vàng nha. Coi như đây là phiên bản của ông già Noel ở châu Phi nha. Mình cần thêm sô-cô-la trắng để làm một bộ râu. Đơn giản là vẽ thêm một hình tam giác ở bên dưới nữa thôi. Cách này siêu dễ nên là bạn nào không khéo tay thì vẫn có thể làm được nha. Thêm một cái chóp ở đầu mũ và đây là ông già Noel của mình. Hi, mình là cô gái lười biếng muốn ăn ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.